nói từ từ nha, nói trước từ từ nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trong tay trước xong mà hai trời ơi xả dao thôi nha. Rồi sao ơi, thôi rồi thôi rồi. Ôi trời ơi, mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em tên là Nguyễn Thị Minh Thư, năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho, chuyên xuất khẩu ba lô, túi sách cho chị ở Tân Bình không chị? Rồi quê em ở đâu? Em thì ở Bình Thuận. Rồi bên kia giới thiệu đi em. À, em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi. Em hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một ngân hàng. Sinh ra lớn lên làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn. Có ăn chơi nữa hả? Dạ có, thì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị Cát Tường. À, Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là thể thao. Môn gì chơi giỏi nhất? Võ. Thôi nay chị có nói hớ gì em nhớ nhường chị chút nha. Dạ không sao, em chỉ là vận động viên thôi chị. Em mới học võ, em đọc em tới đai gì rồi? Dạ đai đen hai đẳng anh. Trời ơi bên kia có sợ không? À không chị ơi, em cũng đen hai đẳng rồi chị. Ủa không sao đâu anh, em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu. Không mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi cũng được. Về những cái ưu điểm của em là gì? Em hòa đồng, rất là dễ nhập cuộc, bất cứ cuộc chơi nào cũng nhập được. Trời ơi lũ lên đi rồi thấy nguyên cái đám tôi đang nói lộn nhà chưa xong luôn. Chưa xong em nhập cuộc được nhưng mà em có lựa chọn cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý mà hợp tình thì mình chơi được, còn những cái nào mình thấy nó không trái phái quá thì mình đúng rồi chứ thấy gì dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á. Thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó là sao. anh ơi anh có thương chó không? Có em, nhà anh có nuôi con chó em ơi. Mấy con gì anh? Một con là em ơi. À em tới 4 con lận. Giống như lên đây khoe vậy đó. Khoe vỏ rồi. Dạ khoe chiến chó. Tích chứ chị. Em còn cái ưu điểm đó là em không hút thuốc. Được được, cái này em thích nè. Còn khuyết điểm của em á là em thường xuyên cuối tuần hay đi nhậu. Nhậu thì bình thường nhưng mà có xỉn không anh? Tới mức nào đó thấy chóng chóng mặt lại đi ngủ em ơi. Ok. Nhưng mà thường thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ em đọc sướng lắm. Em không sống ác được. À, ví dụ như anh sống hiền là anh sống làm sao anh? Mình không làm những chuyện mà hại người hại đời. Ưu điểm của em gái là gì? Em là mạnh nhất là về thể thao thôi và đó cũng là cái sở thích của em. Rồi khuyết điểm cho nó hết ưu điểm đi chị. Dạ em nói tại vì em nói thể thao thôi. Dạ nhiều lắm nhìn vậy chứ giỏi lắm, nấu ăn cũng được, việc gì con trai làm được em cũng làm được luôn. Còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng may em cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đọc thôi à. Thôi bởi vậy thôi thì hỏi nè. Em biết nguyên nhân tại sao em bị é không? Men quá. Thì bớt men lại đi, thùy mị chút đi. Thùy mị làm sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Võ á, đẹp ngang gì cái nó quen rồi. Trời ơi ghê vậy hả? Khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn quen rồi chị. Đâu rồi đi thử rút chị coi, nãy đi sau lưng chị đâu có thấy. Thế tại vì em không hiểu Sài Gòn Chợ Lớn là sao, đi thử. À. Ôi trời ơi, dễ thương. Ghê quá. Chưa, ghê chưa. Dễ thương mà. Bẻ tay anh qua anh coi người ta bẻ tay. Tay coi, dễ thương thiệt. Thử coi. Không, bình thường á là em đi rất là bình thường vậy. Nhưng mà khi mà thấy mấy bạn nam thì em bị liếu cái em đi vậy. Bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác. Dễ thương, vui. Được. Bên nó cao không? Bên nó cũng cao. Em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Như soái ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có soái ca. Đúng. Bởi vì không có thằng nào mà tứ đối tượng nó không đụng hết trơn. Mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy. Nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được, rất là ok. Với lại em ghét nhất là gì anh biết không? Với lại đừng có để móng tay móng chân, em ghét lắm. Móng tay móng chân cũng đẹp mà. Không, con trai mà ai mà để móng tay. Để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn. Không, con trai để móng tay nó hay gì chứ, bật dữ lắm. Với lại em thích đầu đinh và đầu cao cao, nhìn nó men. À, vậy không? Em quá men được. Cái tại người mà em thích á, là phải cực kỳ men. Lúc mà em lên em cắt xe á, em xin lỗi em cắt tinh ở đây nè. Thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em, chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ? Nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. Không, 100% em là nữ. Cái thưa quý vị, vâng. Hứa nha. Dạ hứa móc quéo luôn nè. À, móc quéo luôn. Hồng mặt dễ thương. Ây da, bà Mai hôm nay hoang mang quá. Qua coi đàn trai coi sao đi. À vậy. Trời ơi, nếu bên đây tấn công rồi mình thủ thôi hả? Không, chơi luôn chị. Chơi luôn hả? Trời ơi, anh ơi, em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được. Nè, em muốn kiểu nào em kiểu em.
anh phải ghim em lại, ờ em ơi đừng đánh anh thương em gì gì đủ các kiểu, tự nhiên anh quấn em rồi em sùng bái quấn lại anh sao? Phải ngăn chặn từ đầu em ơi. Ngăn chặn mà cách nào? Thì anh có cách của anh mà. Cách nào nói nghe đi. Thôi để tôi đi về đã. Bữa nay là quá khích rồi. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Có cá tính như bạn này thì được. Trời ơi, phải cá tính gì hả? Ủa là nãy giờ là khoái đó hả? Dạ đang khoái. Đang khoái. Dạ. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái là quá chanh chua và đánh đá và quá sống dựa vào người khác. Cái đó là bề ngoài thôi, chứ là em hiền khô hà. Với lại em thích mỗi người bạn gái là mỗi thứ đều có làm đúng là đúng chỗ, trang điểm đúng là đúng chỗ, ăn mặc hở hang thì cũng đúng là đúng chỗ. Anh ơi em kính từ đầu đến đuôi luôn á, tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh. Trai này khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn? Khó là chơi luôn chị. Em sở trường của em là sẽ ăn với ca khó. Rồi hết biết hỏi gì luôn rồi đó. Cưới nhau về ở đâu? Nhà cửa có sẵn rồi chị. Ờ, có làm dâu không em? Vậy là về làm dâu phải không? Về làm dâu chị. Dạ không biết được không mà khó quá. Thôi để chị về đi, mệt quá. Làm dâu được không cô nương? Em không có câu nệ về việc làm dâu hay không làm dâu, bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau. Nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi, tối nhiều khi ta coi phim. Em đấm đó. Trời, đấm mạnh mạnh quá cũng mệt lắm. Nhẹ nhẹ xoa thôi. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với ai? Em đi với chị họ em và em gái ruột của em. Em ruột hả? Dạ. Trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy? Em chào chị, em chào anh. Em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương. Anh hiền nữa. Em với là chị em thì là hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi. Giống như trắng với đen vậy. Đúng rồi, sao dạ, anh biết tên của em vậy? Em tên là bé đen. Chị em tên đen còn em tên trắng. Thiệt luôn á hả? Em thấy chị em có quýnh anh nào chưa? Chị em cá tính vậy thôi chứ không có đụng tay đụng chân gì. Khó hả? Nhà em có cái quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau. Thì em mong anh là dớt giùm chứ cộng thôi tụi em làm như cô hết luôn. Ở nhà. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với ba em. Con chào bác. Đâu chứ biết bác nào chưa chơi chưa nghe dạ, ba. Dạ đây chồng. Đây em nhìn là bác ngồi trước mặt con ạ. Bác cho con xin ý kiến đi. Bác có lên máu gì chưa bác? Con đấm bóp rất là giỏi. Ba anh cao quý áp em ơi. Bình tĩnh. Xin chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ. Chào quý khán giả và chào cháu. Tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều có miếng cả, có võ cả. Thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau. Một bên là Tây Kendo hay là bên kia thì là Aikido thì đại khái là cũng là bên tấn công, bên thủ. Nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó cũng tế thôi. Có những cái thuận lợi nhưng mà cũng có những cái là bất cập đấy. Dạ vâng. À, về hình thức rồi là về nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát. Dạ cháu cảm ơn bác. Đã có đai đẳng hai là đã thấy thế là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy. Dạ cảm ơn bác. Thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Thôi chào Sơn Anh. Thôi tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống. Không ngồi xuống ấy, đàn em. Chị tin em là đen đai đẳng, nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bịt xề quá, chị không tin. Yên tâm em về em gò lại cho. Không nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng ha, đen hai đẳng không? Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Đó, chưa, từ từ. Từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Trời ơi. Xả dao thôi nha. Rồi xong. Thôi rồi, thôi rồi. Ôi trời ơi. Đỡ gì mà chậm vậy? Người ta lên gối rồi nó mới đỡ. Không, nếu mà là bạn nam thì khác chị. Bạn nam mà nó tấn rồi đó. Hồi nãy á, anh dễ lắm. Anh cứ gạt cái giỏ cái anh ôm em cái là em hết đánh. Chúng ta có 2 phút thôi. Nói sao cho nó tình cảm. Đừng có lấy giỏ ra quýnh lộn hoài nha. Bắt đầu. Anh học môn gì? Aikido em. À, Aikido anh hai đặng hả? Anh dạy chưa? Anh đi dạy rồi. À, hiện giờ anh còn đi dạy không? Còn em nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì công việc anh nhiều khi về trễ nên anh chỉ trợ giảng thôi. Mấy giờ anh đi làm về? Anh về thì anh làm hành chính 5 giờ anh về. 2-6 anh là 7 anh rảnh không? 2-6 anh rảnh. À 2-6 đi tập giỏi với em. Ngày đó anh đi dạy rồi. À, anh đi dạy Aikido hả? Aikido. Ờ à, vậy thôi dạy em luôn đi. Em chưa biết học Aikido. Vậy anh với em và anh hai đứa dạy nhau. Em đâu có dạy được gì, em chỉ dạy được Muay Thai Boxing thôi. Anh học cái gì? Taekwondo. Học Boxing đi. Học Boxing hả? Rồi được. Ủa, nơi đây nói chuyện quýnh giỏ hả? Tình yêu.
Lần đầu thấy có cảm nhận gì không? Có gì trong danh mục cấm của em không? Có chút xíu nhưng em sẽ gọi anh được. Bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym. Không, cái đó thì em quan nghĩ thưởng đi. Sao vậy? Tại vì anh nói chung là anh không phải là mẫu người 6 múi, anh thích gom múi 6 múi vô 1 mà. Tập thể thao là vì con người mình nó khỏe khoắn nhờ người ta nói chuyện tình yêu. Thường thường em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò? Dạ em bất thường lắm anh, đi xem phim thì em đau tim. Anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi? Em không coi phim ma đâu. Dân nhà võ mà sợ má. Dạ em sợ ma lắm. Má nó dịu dàng vậy đó. Có yếu điểm, có yếu điểm. Em hả, em sợ nhất là Kỳ Kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Anh không thích cái gì ở con gái? Con gái lấn lướt anh quá. Tại vì dù cá tính như nào, hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó, nhưng mà vẫn phải dưới anh một bước. Mà anh dám anh hơn được không? Tại vì em rất là muốn người ta hơn em. Thì cố gắng thôi, tại vì không phải là cố gắng mà là nhất định phải được. Chắc chắn được. Cười rất là nữ tính luôn á. Cười, cười, đó. Anh có nhường nhịn em được không? Nhường nhưng mà tùy chuyện. Anh có sẻ chia với em được hay không? Anh vẫn sẵn sàng sẻ chia. Anh có tha thứ được hay không? Hỏi đúng cho tao trả lời luôn đi bà. Bà hỏi thì bà phải để cho người ta trả lời nữa chứ. Bà hỏi hoài bà không cho tao trả lời. Chắc cắn lưỡi. Không, không được cắn lưỡi. Anh phải hơn em. Anh nhất định anh phải hơn em. Thì bà phải cho người ta nói người ta mới hơn được chứ. Dạ em xin lỗi chị. Bà nói không rồi, tao có nói gì đâu mà biết tao hơn, không hơn. Lên đi em. Hơn nhưng mà hơn là vấn đề gì? Tại vì nó rất là nhiều phạm trù. Tất cả các phương diện anh đều phải hơn em. Có thể. Anh không lên được, em sẽ nâng anh lên. Okay. Với lại anh thích phụ nữ ở nhà, lâu lâu nấu ăn. Ừ, nấu ăn thì em nấu vô tư lắm. Chị nấu đồ nhậu được. Trời, đồ nhậu là em nhất. Nhưng mà em không nhậu đâu nha. Em bị bệnh tim, em không có nhậu. Uống được không? Tập giảm bệnh tim căng quá vậy. Bệnh tim nãy nói nhiều quá vẫn thở nổi. Dạ, tim thông. Thật ra là em có bị bệnh, nhưng mà hơi chút thúc thôi. Thì nhìn vô là thấy em bị bệnh rồi, đâu có thấy được bình thường. Đúng không chị? Hãy nói thật lòng mình, nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này? Dễ thương, giống Doraemon. Cưng. Cưng. Đại khái về làm bao cát cũng được. Ừ, đó. Cá tính thì anh thấy là như anh mong muốn rồi. Nhưng mà còn về cái gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại. Đừng hãm em không thích hãm đâu. Thôi, hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút. Bấm là cưới. Chúng phải bấm là chơi. Năm sau đẻ luôn nha anh. Ok em. Vậy đi. Em thích con trai. Rồi trật tự. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm luôn đi. 1 2 3 Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đi đâu vậy? Trật tự. Phải không? Phải không? Không, không, không. Còn cái nào? Hai đứa này mà ra thằng cướp nào mà xui xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết luôn. Chết quá. Thôi chúc cho hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những chiếc vé xem phim hệ thống và cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây gửi tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Vậy là cũng đã hoàn thành xong một cặp đôi rất hồi hộp gây cấn nhưng mà kết quả thì cũng rất là mỹ mãn. Biết nấu ăn. Nó ăn ngon không anh? Cũng ngon em, mà làm biết lắm em. Em thích là nó mũi cao á chị. Mũi cao chi vậy em? Để em thích vậy thôi, em thích nhéo chơi vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hả Mang. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Ôi, nó căng, nó nhẹ nhàng làm sao. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Tường Vinh, năm em 26 tuổi rồi. Em quê ở đâu, đang làm việc gì? Em quê ở Bình Phước nhưng mà hiện tại em đang làm ở Sài Gòn chị. Em làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Yeah, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Em Phan Thanh Tiến, 27 tuổi, ở Đồng Tháp. Hiện em đang làm ở Bình Chánh, là kinh doanh nhà thuốc Tây. Em bán tiệm thuốc Tây ở Bình Chánh là em bán cho em luôn hả? Là nhà em luôn hả?
Không, em là thuê mặt bằng. Thuê mặt bằng, em ở trên đây với ai? Dạ em ở một mình, lâu lâu mẹ lên ba một lên mình. Vậy tốt rồi. Đó, bạn gái nghe chưa? Rồi, bạn gái giới thiệu cho mình đi em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là em thích nấu ăn với lại em ăn được nhiều lắm chị. Ăn nhiều đâu có thấy gì đâu. Mập mà chị. À, với lại em thích tự lập nên là em thích bạn trai đó cũng hay là tự lập giống em vậy. Đó, tự lập một mình lên thành phố. Ở mình mà ta như vậy là tương đối thành đạt rồi đó bạn. Rồi. Điểm yếu của em thì nhiều lắm. Mọi người hay nhận xét là như là tính của em là hơi bất cần một xíu. Với lại em hơi nóng tính, là dữ nữa chị. Dữ hả? Dạ. Ờ, dữ là dữ thì sao? Nói chung là mấy bạn nam mà thích em á, thường em không thích lại thì em cũng chửi thôi. Trời ơi. Rồi bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em hơi khó tính một tí. Biết nấu ăn. Nấu ăn ngon không anh? Cũng ngon em. Mà làm biếng lắm em. Có ai nấu ăn còn buồn không có nấu. Ăn tiệm không vậy đó hả? Tại vì em ăn cơm tiệm không có được. Nên em ở nhà em mình em thì em nấu. Không quen cơm tiệm hả? Dạ. Yên tâm đi, có người về nấu được rồi. Điểm yếu nhất của em là gì? Em nhút nhát. Nhút nhát. Dạ. Giao tiếp hơi khó. Hơi khó. Điểm mạnh là gì? Em thì hòa đồng với mọi người lắm. Coi như là nhát quá đúng không? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi. Chia tay cũng đây cũng 2 năm. Mối tình dài nhất là mấy năm? Năm mấy. Năm mấy hả? Dạ gần 2 năm. Sao chia tay em? Dạ tại bạn đó bạn về quê rồi bạn học thi tốt nghiệp xong á anh rồi về quê rồi cái chia tay. Về chia tay mình không theo hả? Không theo đuổi hả? Dạ em không biết nhà. Rồi với một phần nữa bạn đó bạn cắt đứt liên hệ lạc rồi không biết. À, chứ không phải tại em đúng không? Dạ. Rồi. Rồi. Bạn gái em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi chị. Nhưng mà chia tay cách đây cũng 1 năm rồi. Chia tay xong mà đăng ký chương trình luôn á chị. Lý do tại sao mình chia tay? Quen được bao lâu? Bạn sau này thì em quen tầm khoảng 6 tháng rồi chị. Nhưng mà lý do chắc là do bạn đó có người mới rồi. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Nói chung là cái gì cao hơn em là em thích thôi chị. Hơi khó ha. Em cao mét mấy? Mét 68. 68 hả? Được, không bên sao. Bên đó nhiều? Bên đây 86. Rồi còn gì nữa không em? Em thích bạn nó mũi cao á chị. Mũi cao? Dạ. Sao mũi cao chi vậy em? Để em thích vậy thôi, em thích nhéo chơi vậy đó. Lạ nha. Gì nữa em? Em thích bạn đó là phải biết chơi thể thao. Biết bơi càng tốt. Biết bơi không em? Dạ, em Đồng Tháp. Đồng Tháp mà trời ơi, bơi giỏi luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích con trai lãng mạn quá. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì thường con trai lãng mạn á chị hay lăng nhăng lắm. Với lại em không thích em không thích đầu hói lắm. Gì? Không thích đầu hói đâu. Nhưng mà nếu như mà bạn nó có đầu hói thì nên cạo đi anh ơi. Để cho nó đẹp hơn. Người ta hói người ta có trái tim đẹp, có tâm hồn cao thượng. Không, ở đây người ta chịu hói mà ví dụ ý bên đây nói là hói thì cạo trọc luôn. À trời, chịu hói đúng không? Không hói. Đây đâu có hói đâu. Rồi không, ý nói anh Linh á, cạo trọc đi. Rồi, bạn trai bên kia thích mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ là ngoan hiền, là một người phụ nữ đảm đang của gia đình. Tại vì em là con út nên đặc biệt là phải làm dâu. Em có làm dâu được không em? Dạ được anh. Làm dâu là về Đồng Tháp đó đúng không? Là hiện tại thì em ở trên đây, nên ở trên đây rồi sau này mới về. Ủa, đang bán được mà sao về chứ gì em? Thì tại em là con út, gia đình ba mẹ ở dưới quê. À, là phải về quê bán thuốc luôn? Dạ. Có cơ sở gì dưới chưa? Dạ dưới thì có ngoài chợ, gần chợ anh. Có rồi đúng không? Dạ. À, nói chung vậy cũng ổn định. Rồi, đến qua anh coi đàn gái sao mà không thích sao hói. Sao về vậy? Đồng Tháp được không em? Về Đồng Tháp nhưng mà quan trọng là chào anh. Nhưng mà quan trọng là về đó mình có công việc không hay là bạn đó có nuôi nhà, em ta được có không? Nhà ngay chợ. Bạn trai thì có công việc rồi đó. Ừ, ổn định rồi. Được không? Cũng thấy cũng hơi xa. Về đó xin đi làm vẫn được. Miễn tình yêu đủ lớn là được rồi. Đầu hói làm sao em không thích? Hói có dính líu gì tới chuyện hôn nhân tình yêu này kia không? Nhưng mà tóc ít kỳ lắm anh. Kỳ quá hả? Dạ. Kỳ lạ đó. Thì cô thích hói tôi không hiểu luôn nha. Bây giờ nếu như được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là tầm khoảng 1 năm nữa. Khoảng 1 năm đúng không? Dạ. Bây giờ còn điều gì về tính cách mà em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn nói gia trưởng. Không thích gia trưởng? Dạ. Với lại không thích nói nhiều. Nãy giờ thấy ngồi im re đâu thấy nói gì đâu. Dạ chắc là được hả chị? Chắc là được phải không? Đó, giờ chị suy nghĩ một hồi gặp nhau bàn cái vụ về lại quê làm dâu coi làm sao nha. Dạ em chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em 1m71. 1m71 được.
Rồi, ủa mà thí dụ như mình làm được, mình định cư ở đây rồi mình rước ba mẹ lên cũng được vậy em? Dạ, nhưng mà em thích đi quê hơn. Thích đi quê hơn, không dạ. Khí trong lành hơn ha. Dạ, yên tĩnh hơn. Yên tĩnh hơn, dễ sống hơn ha. Thôi cũng được, nhưng mà bên nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Khoảng năm đổ lại. Một năm đổ lại dạ. Vấn đề là về làm sao em thuyết phục được bạn gái ha. À, cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Dạ đừng có, đúng là đừng có mà hung dữ quá. Bạn chỉ chắc không có rồi. Bạn chỉ có hung thôi chứ không có dữ. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Giống Lý Nhã Kỳ là được. Giống Lý Nhã Kỳ. Con kia cũng không kỳ đâu sợ. Lát nữa bàn cái vụ về Đồng Tháp nha. Dạ dạ. Rồi. Quan trọng là chị nghĩ ở đâu không có quan trọng. Thiệt là quan trọng là vấn đề mình có yêu nhau hay không thôi. Yêu là cỡ nào cũng đi, mà không yêu cỡ cái bên cũng không thích nữa. Dạ đúng rồi. Rồi mình hỏi ý kiến gia đình đi. À, bạn gái đi với ai? Em đi với em gái của em với lại chị đồng nghiệp với mấy bạn ở trung học. Em ruột hả? Dạ. Rồi sao gặp em ruột đi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là em gái của chị Vinh. Chị thì chị đúng là ở nhà có hay cầu nhau hay la em. Nhưng mà thật chất là em thấy là chị như vậy là hiền. Kiểu như là chị em nói chuyện cho vui vậy thôi, chứ không phải là chị giữ thiệt, cho nên anh yên tâm. Em thấy anh chị cũng hợp đôi, nếu như mà thấy được thì anh chị có thể cho nhau cơ hội. Em hãy xem. Bạn trai em đi với ai? Dạ em đi với mẹ rồi ba rồi nhiều lắm. Anh chị có gia đình luôn hả? Dạ. Đông người quá hả? Rồi chào hai bác. Dạ, chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Cô thì thấy cháu bé hôm nay thì cũng được. Nói chuyện thì thấy cũng hiền, cũng được, cũng dễ thương. Nãy cháu nói là cháu bao nhiêu tuổi? Dạ con 26 ạ. 26 tuổi vậy là tuổi thân? Dạ 91, là tuổi mùi ạ. Cháu có gì làm dâu được không? Dạ con nghĩ thì làm dâu là không có vấn đề gì đâu ạ. Miễn sao là mình thương ba mẹ chồng thì chắc là ba mẹ chồng cũng thương mình thôi. Cô thì cô nghĩ nếu mà cô đi cưới dâu á, thì nếu mà cô thương con trai của cô là cô phải thương con dâu. Cô mới cưới chứ tự nhiên cưới con dâu vậy mà không thương con dâu thì cưới con chi? Đúng rồi. Phải không? Cho nên là nếu cô thương trai cô là cô có thương dâu. Thì nếu mà cháu không được làm dâu á, được thì cô cũng thương như con trai của cô thôi. Dạ. Vậy thì giờ cô cũng mong cho hai đứa mà hẹn hò, có cuộc hẹn hò. Hồi nãy cô coi tuổi vậy là hợp không cô? Nếu tuổi mùi thì được, còn tuổi thân thì không được. À tuổi mùi đó. Cảm ơn ở nhà nha. Bây giờ thì hai em gặp nhau nói chuyện đi. Kéo màn. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được nhưng mà trắng quá. Phải tới nhà anh ở trong nhà không à? Nhà mới lạnh đó, nên là từ đó giờ vậy. Dạ. À, theo anh thì quan điểm tình yêu của anh như thế nào? Thì trong tình yêu thì phải có cái sự tin tưởng và chung thủy là được. Anh có phải là người chung thủy không? Anh thì trong tình yêu thì anh không có biết ăn nói, nhưng mà thì luôn luôn anh phải, nếu mà thương thì phải chung thủy và tin tưởng người đó. Em thì không có cần là anh phải hứa là sẽ yêu em suốt cuộc đời đâu, nhưng mà em chỉ cần là trong thời gian anh yêu em á, đừng yêu thêm ai nữa. Cái đó thì tất nhiên là khi mà mình thương một người nào đó thì phải thương một người đó thôi, chứ khi mà chia tay thì mới tính tiếp vấn đề khác. Chia tay đừng có nhắn tin nha. Nói chung thì là chơi thì tính tiền chia tay. Chia tay là phải cho mặt nói đàng hoàng, chứ đừng có nhắn tin chia tay vậy em không thích. Không, cái nào cũng phải rõ ràng. Em bây giờ em sống ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh? Dạ. Vậy là em làm ở gần đó luôn em? Em làm ở quận 1. Hồi nãy em nói em làm bên gì em? Em làm một cái toán cho khách sạn. Em làm vậy là có thời gian rảnh nhiều không em? Thường thì em làm được nghỉ trưa thứ bảy với chủ nhật. Anh có xuyên không? Từ đó chạy lên đây có xa lắm không? Nó cũng, nếu mà đi thì không có xa cho mấy đâu. Chắc khoảng tiếng à. Hai người định khoảng bao lâu đám cưới? Em thì tính khi nào? Em nghĩ tầm khoảng năm sau. Cưới trước 30 là được rồi. Anh thì nếu mà ấy thì được, trong khoảng một năm đổ lại là được. Em thấy cô gái cao quá, có ngại không trai? Dạ không, chắc nếu mà đứng lên chắc cũng ngang ngang mà. Đâu, hai người đứng sát bên nhau là nào, hai đứa người đứng kế bên nhau nào. Thử xem ba mẹ nhìn cho kỹ nha. Thấy hai trẻ thế nào? Cao hơn tí. Chưa, vẫn đứng đó. Chúng ta có 30 giây nhìn vào mắt nhau. Đứng gì sao nhìn được anh? Quay phải lại. Phải vô nhìn nhau. Đó,
có thể hát nhau tặng một bài nào đó giao lưu rồi chúng ta sẽ cảm nhận về nhau nhiều hơn. Trời cao dữ. Nhìn bạn gái mà hát. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ gu em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành tròn con tim, nguyện trao đến em. Cái tim của bạn bây giờ thế nào rồi? Nó rung quá. Nó rung quá hả? Thấy người đối diện sao? Thấy bạn xinh cũng dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích. Thích là được. Người ta nói thích là nhích nha. Chúng ta đến giây phút quan trọng nhất. Chúng ta đã có ít phút để trao đổi, trò chuyện và lắng nghe được cảm xúc của mình ngay lúc này. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Các bạn suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay lên nào. Đó là thủ tục của chúng ta. Nào. Để nguyên. Đây xin gửi tặng hai bạn.